chào quý vị khán giả. Mời quý vị đến với chuyên đề công nghệ và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai. Thưa quý vị khán giả, như vậy là chúng ta đang bước vào những ngày đầu tiên của mùa xuân Tân Sửu 2021. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình công nghệ và cuộc sống, chúng tôi xin gửi tới quý vị lời chúc một năm mới an khang, thịnh vượng. Vâng, thưa quý vị khán giả, năm 2020 cũng là khép lại với cả những niềm vui và những vết thương chưa lành bởi dịch bệnh COVID-19 gây ra. Tuy nhiên, bằng nhiều giải pháp linh hoạt phù hợp, Việt Nam đã bước đầu đẩy lùi dịch bệnh, hoàn thành mục tiêu kép, đạt được kết quả tích cực ở nhiều lĩnh vực. Trong đó, khoa học công nghệ có nhiều thành tựu nổi bật nhất. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nhìn lại 10 sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật của Việt Nam năm 2020 do các nhà báo, chuyên gia và nhà khoa học uy tín bình chọn. Ngày 3 tháng 6 năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt quyết định 749, chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chương trình chuyển đổi số quốc gia nhằm mục tiêu kép là vừa phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực vươn ra toàn cầu với một số chỉ số cơ bản cụ thể đến năm 2025 và 2030. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tác động mạnh mẽ, ảnh hưởng lớn đến toàn bộ hoạt động của nền kinh tế, xã hội, từ đầu năm 2020 theo chiều hướng xấu, quá trình chuyển đổi số ở Việt Nam đã diễn ra mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn, nhất là đối với các hoạt động kinh tế, thương mại, giáo dục, văn hóa, hành chính, giao thông vận tải. Ngày 7 tháng 2 năm 2020, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Bộ Y tế công bố việc nuôi cấy và phân lập thành công virus SARS-CoV-2 trong phòng thí nghiệm. Thành công này tạo điều kiện cho xét nghiệm nhanh các trường hợp nhiễm và nghi nhiễm virus SARS-CoV-2. Từ kết quả này, mỗi ngày tại Việt Nam sẽ có khả năng xét nghiệm hàng ngàn mẫu bệnh phẩm trong trường hợp cần thiết. Ngày 5 tháng 3 năm 2020 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp báo công bố kết quả nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm bộ kit Real-time RT-PCR phát hiện virus SARS-CoV-2. Đây là kết quả của đề tài khoa học nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm Real-time RT-PCR và RT-PCR phát hiện virus SARS-CoV-2 do Học viện Quân y chủ trì phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á thực hiện, được Bộ Khoa học và Công nghệ giao nhiệm vụ đột xuất do yêu cầu cấp bách về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sau 3 năm nghiên cứu và thử nghiệm, công nghệ sử dụng khinh khí cầu thả ở tầng bình lưu tích hợp công nghệ trạm thu phát thông tin để giám sát, dẫn đường, tìm kiếm cứu hộ và đo đạc thông số vật lý môi trường tầng khí quyển đã có thể ứng dụng và phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn trên biển và núi rừng, giám sát hành trình tàu cá xa bờ, thu thập thông tin lũ quét, sạt lở đất, cháy rừng, dẫn đường thông tin liên lạc cho các đoàn tàu đánh cá mà không cần các thiết bị truyền dẫn thông qua vệ tinh đắt tiền và đòi hỏi năng lượng lớn. Đây là đề tài nghiên cứu thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020 do Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hồng Quang, Trung tâm Tin học và Tính toán thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện. Ngày 12 tháng 11 năm 2020 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ tiếp nhận bản thảo Bộ Lịch sử Việt Nam. Đây là sản phẩm của đề án nghiên cứu biên soạn Bộ Lịch sử Việt Nam, còn gọi là Quốc sử, được thực hiện từ năm 2015, gồm 25 tập thông sử, gồm 13 tập lịch sử Việt Nam thời kỳ cổ, trung đại và 12 tập thời kỳ cận hiện đại và 5 tập biên niên sự kiện lịch sử, trong đó có 3 tập thời kỳ cổ, trung đại, 2 tập thời kỳ cận hiện đại. Đề án được thực hiện bởi gần 300 nhà khoa học thuộc các cơ quan nghiên cứu và giảng dạy lịch sử trên cả nước. Tháng 5 năm 2019, Viettel, nhà mạng đầu tiên của Việt Nam, top 50 nhà mạng trên thế giới, thực hiện cuộc gọi 5G đầu tiên bằng thiết bị nhập khẩu của đối tác. Ngày 17 tháng 1 năm 2020, với sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, tập đoàn Viettel đã thực hiện cuộc gọi video đầu tiên sử dụng đường truyền dẫn dữ liệu kết nối 5G trên thiết bị thu phát sóng Z-Node-B do Viettel nghiên cứu và sản xuất. Ngày 18 tháng 4 năm 2020 tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Y tế tổ chức lễ khai trương nền tảng ứng dụng Bluezone bảo vệ cộng đồng phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đây là giải pháp ứng dụng công nghệ định vị Bluetooth năng lượng thấp. Khi các điện thoại thông minh cùng cài ứng dụng Bluezone thì chúng tự phát hiện nhau trong khoảng cách 2m và tự ghi nhớ. Ứng dụng Bluezone ra mắt là sự tập hợp trí tuệ từ nhiều nhóm phát triển của các doanh nghiệp công nghệ số tại Việt Nam bao gồm Memozone, VNPT, Mobile Phone và BKAV.
trong đó BKAV là đơn vị chủ trì vận hành hệ thống này. Đến giữa tháng 11 năm 2020 đã có hơn 23 triệu người Việt Nam cài đặt và sử dụng Bluezone. Ngày 20 tháng 8 năm 2020, tại vị trí cầu Thê Húc, Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam đã chính thức hợp long toàn tuyến, hoàn thành công trình kè hồ với tổng chiều dài gần 1.500 mét. Đây là công nghệ được sử dụng trong cụm công trình xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị nông thôn, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu của tác giả Hoàng Đức Thảo, Tổng Giám đốc Busatco. Cụm công trình đã đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ năm 2016. Lần đầu tiên các nhà vật lý Việt Nam được tham gia đồng tác giả công bố một công trình mang tính chất đột phá trên Nature, tạp chí có chất lượng học thuật hàng đầu thế giới. Đó là thí nghiệm quốc tế T2K với bài báo cáo khoa học ràng buộc tham số pha vi phạm đối xứng vật chất, phản vật chất trong dao động Metrino đăng trên Nature ngày 16 tháng 4 năm 2020. Đây là thí nghiệm quốc tế về vật lý hạt cơ bản nghiên cứu các dao động của Metrino sinh ra từ các máy gia tốc, được thực hiện tại Nhật Bản với sự hợp tác quốc tế của khoảng 600 nhà vật lý và kỹ sư với hơn 60 tổ chức nghiên cứu đến từ 12 quốc gia trên thế giới. Việt Nam là quốc gia châu Á duy nhất tham gia thí nghiệm này ngoài nước chủ nhà Nhật Bản. Bài báo cáo được đánh giá là kết quả nghiên cứu đột phá, và đây có thể là chìa khóa để trả lời cho một trong những bí ẩn lớn nhất của vũ trụ: tại sao vật chất vũ trụ, vật chất được hình thành. Ngày 15 tháng 7 năm 2020, sau 12 giờ phẫu thuật, gần 100 bác sĩ, nhân viên y tế từ các bệnh viện hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp phẫu thuật tách rời thành công cặp song sinh dính liền vùng chậu, cực kỳ hiếm gặp trên thế giới. Ca phẫu thuật đã thể hiện trình độ chuyên môn cao của các bác sĩ và sự tiến bộ vượt bậc của nền y học Việt Nam. Đây là ca mổ phức tạp thứ hai mà ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh thực hiện sau ca mổ Việt Đức 32 năm trước. Dù ca mổ rất khó khăn, nhưng nhờ áp dụng những trang thiết bị hiện đại, các bác sĩ có thể chẩn đoán trước ca mổ các thông số hầu như chính xác 100%. Ngày 30 tháng 10 năm 2020, Quỹ Toàn cầu Hitachi trao chứng nhận đoạt giải nhất sáng tạo châu Á năm 2020 cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Mạnh, Viện Công nghệ Môi trường thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Mạnh được Quỹ Toàn cầu Hitachi đánh giá cao bởi các công trình nghiên cứu phát triển ứng dụng khí sinh học tiên tiến để tận dụng bùn thải từ các nhà máy bia và nhà máy mía đường để sản xuất điện và phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp sạch, góp phần bảo vệ môi trường bền vững ở khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Thưa quý vị, năm 2020 đã qua đi, một năm với nhiều khó khăn, khi mà cả thế giới chịu tổn thất nặng nề trên tất cả các lĩnh vực bởi dịch bệnh COVID-19. Việt Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng cũng không tránh khỏi những ảnh hưởng từ dịch bệnh này. Tuy nhiên, cũng từ những khó khăn này, chúng ta lại càng nhận ra vai trò và tầm quan trọng của khoa học công nghệ đối với cuộc sống hiện tại. Và hôm nay chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với cuộc trò chuyện của biên tập viên chương trình với ông Huỳnh Minh Hậu, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ. Trong số đầu tiên của năm Tân Sửu 2021 này thì chúng tôi xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ với người đầu ngành của khoa học công nghệ tỉnh Đồng Nai để chúng ta sẽ cùng lắng nghe lại những hoạt động, những kết quả đã đạt được trong năm vừa qua cũng như là phương hướng nhiệm vụ trong năm tiếp theo để ngành khoa học công nghệ tỉnh Đồng Nai ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Và giờ đây thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ông Huỳnh Minh Hậu, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đồng Nai. Vâng, xin ông cho chúng tôi được biết đánh giá của bản thân ông về kết quả hoạt động của ngành khoa học công nghệ tỉnh nhà trong năm vừa qua. Năm 2020 là năm tổng kết đánh giá theo nghị quyết tỉnh Nam Bộ khóa 10, nhiệm kỳ 2015-2020. Hoạt động khoa học công nghệ đã đóng góp một phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế và xã hội. Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ kinh tế xã hội năm 2016-2020 đã thu được nhiều kết quả như là cái chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp, các đơn vị nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng cái công nghệ quản lý tiên tiến, bảo hộ tài sản trí tuệ trong quá trình hội nhập, trong đó chú trọng khu vực nông thôn. Các phong trào hội thi hàng năm tiếp tục triển khai mạnh mẽ, tạo hiệu ứng xã hội có sức hút và tập hợp được nhiều giải pháp kỹ thuật, có nhiều đề tài, dự án góp phần nâng cao trình độ ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội và phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân, đã huy động được nguồn vốn từ tổ chức và cá nhân thực hiện nghiên cứu và ứng dụng khoa học, nâng cao chất lượng của sản phẩm, nâng cao giá trị thương hiệu và chuỗi giá trị gia tăng. Trước đại dịch COVID-19, thì Sở đã tập trung chỉ đạo nghiên cứu và chế tạo được một máy buồng khử khuẩn di động 6
máy phát gạo tự động và 11 máy đo thân nhiệt tự động. Máy đo thân nhiệt tự động này đó là có trình độ hiện đại rất cao, tự động về đo thân nhiệt từ xa và sát khuẩn. Phải nói rằng trong thời gian vừa qua thì nỗ lực và công nghệ phục vụ cho phòng chống Covid trên địa bàn tỉnh. Năm 2020 thì Sở đã khoa công nghệ đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên nền tảng của những kết quả mà đạt được thì phải nói là trong năm tiếp theo chúng ta sẽ có rất là nhiều nhiệm vụ để thực hiện. Tuy nhiên nhìn lại những gì đã đạt được thì bên cạnh những thành quả, bên cạnh những thành tựu thì Covid-19 cũng đã dẫn đến rất là nhiều những cái khó khăn và chắc chắn là sẽ có những cái hoạt động mà chúng ta chưa thể thực hiện được. Vậy thì Sở trong năm vừa qua có những cái hoạt động, những cái công việc gì mà mình chưa thể làm được và nguyên nhân vì sao? Thì Đồng Nai cũng giống như tình hình chung của các địa phương trong cả nước là do dịch bệnh Covid-19 đã làm mất rất nhiều cái thời gian cách ly và giãn cách xã hội, gây khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ như là thu thập nội dung thông tin chưa đầy đủ, số liệu để hoàn thành các chuyên đề, tổ chức tập huấn đào tạo, hội nghị hội thảo bị chậm lại. Kế hoạch đã liên kết với trường, các viện nghiên cứu đưa chuyên gia, cán bộ khoa học kỹ thuật về địa phương hỗ trợ nông dân ứng dụng kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp để mạnh tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống cũng triển khai cũng chưa đạt. Một số cái dự án đầu tư và trang thiết bị cũng bị hạn chế, đặc biệt là một số trang thiết bị mua từ nước ngoài. Như vậy thì trong vừa qua thì một số hoạt động của Sở bị chậm trễ, đặc biệt là một số cái dự án dĩ nhiên chưa kịp tiến độ. Dạ vâng. Vậy thì những cái kế hoạch và mục tiêu cho năm tới được Sở Khoa học Công nghệ đề ra với những nội dung cụ thể như thế nào và chúng ta sẽ tập trung ưu tiên để phát triển lĩnh vực nào thưa ông? Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp, trong đó bám sát nghị quyết đại hội tỉnh đảng bộ lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020-2025. Sở Khoa học và Công nghệ đã đề ra chương trình kế hoạch và hoạt động khoa học và công nghệ, trong đó tập trung một số cái nhiệm vụ trọng tâm như sau: tiếp tục triển khai có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ, trong đó là tiếp tục là phát triển khoa học và công nghệ phục vụ cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Sở cũng tham mưu Ủy ban nhân tỉnh tiếp tục đổi mới, hoàn thiện triển khai các cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, tăng cường công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, về sở hữu trí tuệ, về thẩm định công nghệ, an toàn của xã hội nhân và triển khai có hiệu quả các đề tài dự án, phát triển mạnh thị trường khoa học và công nghệ, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh, khuyến khích triển khai hoạt động nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất cho các doanh nghiệp, tiếp tục phối hợp các sở ngành địa phương triển khai các chương trình kế hoạch của tỉnh, đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ của trung tâm khoa học công nghệ, nâng cao năng lực tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập của sở. Với những mục tiêu mà mình đã đặt ra như vậy thì chúng ta cần phải có những điều kiện cần và đủ như thế nào để cho những mục tiêu này sẽ đạt được những kết quả tốt trong năm tiếp theo và thời gian tiếp theo thưa ông? Để thực hiện được mục tiêu đã đề ra thì Bộ Khoa học Công nghệ phải cập với sớm ban hành cái cơ chế chính sách để địa phương triển khai kịp thời, và các ngành các cấp cũng phối hợp xây dựng kế hoạch để mạnh hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực và các ngành của các cấp. Sở Khoa học Công nghệ cũng cần sự quan tâm chỉ đạo và tạo mọi điều kiện của tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh, và rất quan trọng là sự huy động mọi nguồn lực khoa học công nghệ cũng như là sự đoàn kết nỗ lực quyết tâm của tập thể cán bộ công chức và các nhà khoa học cùng tham gia thực hiện. Vâng, với sự chung tay vào cuộc của các cán bộ công nhân viên của Sở Khoa học Công nghệ cũng như là của tất cả mọi người thì chúng ta cùng hy vọng là những mục tiêu, những kết quả này sẽ đạt được những thành tích tốt đẹp trong năm tiếp theo để ngành khoa học công nghệ tỉnh Đồng Nai của chúng ta sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Và trước thềm năm mới thì Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ sẽ gửi một lời chúc đến với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Khoa học và Công nghệ. Nhân dịp xuân Tân Sửu, ngành khoa học công nghệ Đồng Nai xin gửi lời chúc mừng năm mới. Chúc cho mọi người an khang, thịnh vượng, dân sự như ý, thành công trong cuộc sống. Xin thay mặt cho ban biên tập của chương trình thì Quỳnh Nhân xin được gửi tới ông lời chúc một năm mới mạnh khỏe, nhiều niềm vui và may mắn trong cuộc sống. Đến đây thì chuyên đề công nghệ và cuộc sống cũng xin được khép lại. Ban biên tập chương trình cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở chương trình sau. Và xin được kính chúc cho quý khán giả một năm mới an khang, thịnh vượng.